Hello, hello, xin chào các bạn, đây là Nhất Thuận Capital ngày hôm nay Hôm nay đó là tối ngày thứ năm tại Hoa Kỳ, bây giờ là khoảng 8 giờ rưỡi tối giờ Cali Ở Việt Nam đó, gần đã bước qua là ngày thứ sáu rồi Thì cũng như là Thuận đã hứa hôm nay, Thuận sẽ cố gắng thời gian để mà chia sẻ những thông tin nổi bật với các bạn Thuận cũng mới từ nhà mới về các bạn cho nên Cái ngày hôm nay đây Thuận cũng không có nhiều thời gian để mà chia sẻ trên mạng xã hội Nhưng mà ngày mai, à, Thuận sẽ đem theo cái laptop để có thể chia sẻ những thông tin với các bạn Và ngày mai và ngày mốt đó sẽ có một video Chúng ta bây giờ hãy bắt đầu với những thông tin Đã bật trong video này Chúng ta có khá nhiều điều đang xảy ra cùng lúc các bạn Và Thuận muốn dành thời gian video này chủ yếu để mà phân tích chia sẻ một chút Về những cảm nghĩ cá nhân của Thuận và những gì đang xảy ra hiện tại Nhưng mà trước hết thì các bạn đã thấy là chứng khoán Hoa Kỳ hôm nay kết thúc cũng là màu đỏ các bạn Nhưng mà không phải đỏ nhiều lắm Chúng ta thấy được là chỉ số đỏ nhiều nhất là S&P 500 xuống 0.25 Còn lại các bạn thấy là chỉ số Dow Jones nó sẽ xuống 0.19 và Nasdaq thì xuống 0.1 và các bạn nhìn vào pre thì chúng ta thấy được là Dow Futures thì tăng 0.2% S&P Futures thì tăng 0.35 và Nasdaq Futures thì tăng 0.52 Nói chung ngày mai đó thì những chỉ số cho thấy chúng ta sẽ có một màu xanh xuất hiện trong thị trường crypto Chúng ta không có cái thông tin gì lớn ngày hôm nay liên quan đến thị trường nội chính nói chung Nhưng mà ngày mai đó sẽ có cái dữ liệu liên quan đến phần trăm thất nghiệp của bạn Và mọi người đều ngày nghĩ là sẽ có một phần trăm thất nghiệp rất là thấp khoảng chừng là 3.6 phần trăm các bạn nói chung dưới 4 phần trăm đã là thấp rồi hợp đồng của dầu đó thì các bạn đã thấy được là đã tăng 0.2 phần trăm ngày hôm nay bây giờ trở về mức là 81 đô và 71 cent trên một thùng dầu các bạn còn về vàng đó thì chúng ta vẫn ở mức tương tự ngày hôm qua các bạn là 1971 đô cho một ounce vàng còn về crypto đó thì các bạn thấy được là giá của BTC thì cũng cỡ đó các bạn Cũng là khoảng chừng 29.100-200 đô Chúng mình nhìn thấy được là giá của BTC so với ngày hôm qua đó thì tăng nhẹ một chút các bạn 0.1% mà thôi Nhưng mà nói chung thì cũng không có gì gọi là thay đổi hết các bạn Giá của BTC đó cứ giữ mức là từ 29.000 tới 30.000 một thời gian rồi Còn trong vòng 24 giờ qua nên những đồng lớn thì cũng không có đồng tĩnh nhiều Chúng ta thấy được là XRP là đồng mà xuống nhiều nhất trong thấp 10 mà chỉ xuống có 2.7% mà thôi Còn cả trên crypto đó thì vốn hóa cũng như vậy các bạn. Nói chung về mặt giá cả đó thì không có nhiều cái sự thay đổi và trong vòng hai bốn giờ qua đó các bạn thấy được là chúng ta tiếp tục thấy hacks à, tăng ngược trở lại 11% và PoChain tăng ngược trở lại là 33% nhưng mà các bạn vẫn thấy được là vẫn giảm trong nhiều tuần qua. Nói chung cũng đã có một cái sự hồi phục trở lại rồi các bạn sau khi mà có thông tin bị kiện bởi SEC. hacks thì vẫn giảm 36% từ khi mà có cái điều kiện với lại SEC nhưng mà phần lớn các bạn thấy được là những cái kho ngày hôm nay đó thì giảm khoảng chừng là 2 tới 3%, không phải là giảm nhiều lắm nhưng mà phần lớn hôm nay nó cũng là màu màu đỏ các bạn. Và chúng ta có thể thấy tuy là giá cả không có nhiều cái sự thay đổi nhưng mà về mặt tin tức về những gì đang xảy ra trong thị trường này thì có rất nhiều sự thay đổi các bạn. Có thể là hàng ngày khi kim thường chi sẽ thông tin, các bạn không có sâu chuỗi tin tức hàng ngày hay là các bạn không có nghĩ đến là những gì đã xảy ra từ đầu năm tới bây giờ. Để thuận sâu chuỗi một số thông tin với các bạn thì các bạn có thể là có một cái nhìn rõ ràng hơn. Và hôm nay đó chúng ta có một cái thông tin cực kỳ thú vị luôn, đó chính là khi KPMG các bạn nghĩa là Big Four đó Firm. Thì công ty KPMG cũng là công ty mà Thuận đã làm một thời gian dài trước đây khi mà Thuận bắt đầu cái uh, kênh YouTube này Thì vừa chia sẻ một bài nghiên cứu về BTC và thừa nhận là, là đạo Bitcoin có thể có tác động tốt đối với môi trường thì điều thứ nhất là tôi muốn chia sẻ với các bạn là KPMG là một trong những cái công ty mà có cái uh, tầm nhìn nó có độ an toàn hơn có nghĩa là KPMG đó thường sẽ lựa chọn những cái ngành hay là những công ty nào mà họ cảm thấy an toàn tại vì một trong những điều mà những công ty như là KPMG hay là Deloitte EY không muốn đó chính là khi mà họ nhận một khách hàng nào đó đến từ một ngành nào đó mà dẫn đến rắc rối cho họ tại vì những cái công ty trong cái nhóm Big Four này họ có rất nhiều khách hàng các bạn và họ không thể nào mà nhận một khách hàng hay là một ngành nào đó mà dẫn đến họ cần phải dùng nhiều thời gian dồn vào đó tại vì mỗi một giờ mỗi một phút đó thì đều tính được với khách hàng và điều mà thú vị là các bạn thấy được là hôm nay lại có một cái bài nghiên cứu về BTC đến từ KPMG Wow các bạn đây là một điều mà lớn hơn là nhiều người nghĩ Cho nên các bạn thấy là trước đây đó khi mà có những cái sự kiện drama như là những cái sàn đó họ không có kiểm toán đến từ Big Four Lý do là tại vì những công ty trong Big Four đó không có muốn nhận những cái job đó các bạn và bây giờ đó thì cái bài này lại chia sẻ không những là nghiên cứu sơ sơ về btc mà lại là một bài mà nó chi tiết hơn và đặc biệt là nói về một cái chủ đề mà đối với những công ty lớn khá là nhạy cảm đó chính là cái chủ đề đào btc các bạn tại vì có nhiều quan điểm nói là đào btc đó quá tốn kém năng lượng và đây là một cái sự lãng phí năng lượng thật ra lãng phí hay không đó, thì tùy theo các bạn hỏi ai các bạn thường đã từng chia sẻ rất là nhiều lần rồi về quan điểm của mỗi người về sử dụng năng lượng để làm gì các bạn nếu các bạn thích chơi game các bạn thích đốt đèn Noel các bạn thích những cái thứ đó thì có phải là lãng phí hay không trong khi điện dùng để đào BTC đó là để bảo vệ mạng lưới và xác nhận những cái giao dịch ở trên mạng lưới của BTC thì cái đó là quan điểm của mỗi người mà thôi nhưng mà một điều khác nữa đó nhiều người thường hay nhìn vào đào BTC là tốn quá nhiều năng lượng thì tốn quá nhiều năng lượng đó là sự thật các bạn cái đó là không thể nào mà ta nói khác hơn được nhưng mà cái năng lượng đó là đến từ đâu và một phần lớn của năng lượng đào btc bây giờ đó là đến từ năng lượng tái tạo hay năng lượng thiên nhiên các bạn tại vì đào btc đó là một cái ngành công nghiệp và họ cần phải có lợi nhuận và năng lượng tái tạo hay là năng lượng thiên nhiên đó thì thường nó sẽ rẻ hơn và nó sẽ ở những cái dùng mà không có nhiều nhu cầu sử dụng điện các bạn giống như là người ta để những cái nơi mà sử dụng năng lượng gió các bạn thì thường những cái nơi mà như vậy đó thì sẽ không có nhiều dân cư ở những vùng đó và những cái năng lượng đó đó nếu như mà không dùng để mà đào BTC đó thì cũng không thể nào sử dụng hết được tại vì không có nhu cầu sử dụng nhiều như vậy ở những cái khu đó cho nên đào BTC là một cách để có thể tích lũy được năng lượng đó và biến đổi năng lượng đó trở thành BTC giống như là chuyển năng lượng mà không ai sử dụng thành một cái tài sản mà có thể bán sau này đây là một cách để mà lưu trữ giá trị của năng lượng các bạn và đối với một số những cái tiểu bang ở Hoa Kỳ đó, thì cũng tương tự có những lúc mà các bạn thấy được là gió thổi hay là nước chảy mạnh hay là đang có rất nhiều nắng thì những lúc đó không phải lúc nào đó cũng có nhu cầu sử dụng hết như năng lượng thiên nhiên đó các bạn và đào BTC là một trong những cách mà có thể sử dụng năng lượng đó một cách nó coi như là không lãng phí thì ngược lại đó đào BTC không những là không lãng phí năng lượng mà còn có thể là sử dụng năng lượng một cách hiệu quả hơn và đối với lại Hoa Kỳ đây thì có những tiểu bang như là Texas À, thì các bạn thấy được là có cho phép đào BTC những lúc mà có dư điện đó thì các bạn thấy là lưu trữ điện nó rất là khó khăn và lưu trữ điện nó rất là tốn kém nhưng mà nào mà đã từng tìm hiểu làm sao để có thể lưu trữ cái điện dư ra thì các bạn sẽ biết là bây giờ thật ra cũng không có cách nào lưu trữ điện dư ra một cách hiệu quả mà không tốn kém hết cho nên có một cái gì đó có thể sử dụng điện khi mà không ai sử dụng và ngược lại khi mà nhiều người sử dụng đó thì những cái công ty đào btc đó ở texas họ có thể ngưng đào và cái số năng lượng điện đó lại được dùng cho người dân thì đây là một cách mà có thể là cân bằng lại cái năng lượng và sử dụng được một cách hợp lý hơn và đó cũng là những lý do được đưa ra bởi kpmg về tại sao mà đào btc có thể có tác động tốt đối với lại môi trường và thêm vào đó nữa đó đào btc là một trong những cái ngành mà thúc đẩy cái sự phát triển của công nghệ năng lượng tái tạo các bạn tại vì như thường vừa chia sẻ đó lúc nào những công ty đào BTC cũng muốn có nguồn điện mạnh và rẻ hơn tại vì họ luôn muốn có thể đào BTC với giá thấp tại vì nếu như đào BTC được với cái mức thấp thì có thể bán BTC với mức hiện tại và có lợi nhiều hơn và những điều này đó thuận lập lại tại vì những bạn nào mà theo dõi kênh thì cũng đã biết rồi nhưng mà đây là sự chia sẻ đến từ KPMG các bạn một trong bốn công ty kiểm toán lớn nhất toàn cầu đây là một cái sự thay đổi rất là lớn không biết các bạn có để ý hay là không đó từ đầu năm tới bây giờ đã có nhiều sự thay đổi rồi và câu chuyện của btc đó đang được thay đổi dần dần để cho các bạn một số ví dụ BlackRock và Powell đã đề xuất có Bitcoin Spot ETF các bạn. Trước đây chúng ta cũng chỉ thấy những công ty trong thị trường crypto này mà thôi và những công ty nhỏ. Bây giờ đến BlackRock các bạn. Và đối với BlackRock đó thì trước đây nhiều người nghĩ là ok BlackRock công ty rất là lớn, họ có rất nhiều những cái quỹ ETF, nhiều những cái giám đốc khác nhau thì có thể là một giám đốc hay ai đó trong công ty muốn có cái quỹ đầu tư Bitcoin ETF này mà thôi. Chứ không có phải là những cái giám đốc cấp cao nhưng mà không phải đâu các bạn BlackRock CEO đã lên trên đài truyền hình và đã nói trực tiếp là Ông là người mà thúc đẩy để BlackRock có thể tham gia vào để có một cái Bitcoin Spot ETF Và sau đó các bạn thấy được là hàng loạt trong công ty phố Wall cũng đã đi theo góc chân của BlackRock Và gần đây đó Thuần có chia sẻ với các bạn là thống kê là khoảng chừng 60% của những ngân hàng lớn đó là đang ủng hộ crypto Có nghĩa là họ một là cung cấp dịch vụ cho những công ty crypto Hai là họ cung cấp dịch vụ trading trực tiếp Ba là họ cung cung cấp những dịch vụ như là lưu trữ crypto dùng những khách hàng vân vân thì các bạn thấy được là những công ty forward đang rất là ào ạt đổ vào trong thị trường này thì tại vì sao vậy các bạn tại sao lại bây giờ tại vì đã đến lúc rồi có phải là một ngày nào đó họ thức dậy họ cảm thấy là BTC quá tốt cho nhân loại cho nên họ muốn tham gia vào thì đương nhiên không phải các bạn tất cả đó đều là vì lợi nhuận mà thôi thương đã từng chia sẻ với các bạn năm 2021 và trước đó nữa đó các bạn thấy được là khi chúng ta nhận được những cái thông tin như là năm 2021 đó thì thống kê là sàn Binance cho một năm đó thôi đó đã ghi nhận được tổng cộng là 14.000 tỷ đô la giao dịch các bạn 14.000 tỷ đô la giao dịch cũng cùng năm đó đó chúng ta có thể thấy được là sàn Coinbase cũng đã thông báo thu nhập của họ năm 2021 đó thì cái thu nhập của họ đã lên tới 7 tỷ 8 các bạn 7 tỷ 8 đô la thì tôi đã từng chia sẻ với các bạn khi mà những công ty phố Wall đó nhìn thấy được những con số này và nhìn thấy được là CEO của Coinbase có thể được trả bao nhiêu hoa hồng trong năm đó đó thì họ sẽ không ngồi yên đâu tại vì các bạn thấy là những con số này đã không những là cực kỳ lớn trong thì crypto mà còn rất là lớn đối với rất nhiều những công ty tài chính hiện tại Cho nên không lý do gì mà họ ngồi yên một chỗ mà cứ để cho Coinbase, cứ để cho Binance Cứ mặc sức tung hoành và kiếm hàng tỷ, hàng tỷ đô la các bạn Đương nhiên họ cũng sẽ muốn một phần của thị trường này Và khi mà những công ty phố qua vào đây họ sẽ muốn phần lớn chứ không phải là phần nhỏ đâu Các bạn thấy được là tất cả đó nó đều à, có cái sự liên kết với nhau và thậm chí ngay cái bài viết này của KPMG đó các bạn đã biết là KPMG là một trong những công ty mà có rất nhiều khách hàng đến từ forward và rất nhiều khách hàng nhiều năm các bạn có nghĩa là hàng năm đó họ điều chi giống như là có thể nói là 10 triệu có trăm triệu đô la từ những công ty này để kiểm toán cho những ngân hàng của họ và đương nhiên đối với mối quan hệ đó nếu như mà những ngân hàng lớn nói KPMG là hãy nhận cái job để có thể làm một bài nghiên cứu như vậy thì KPMG tôi nghĩ cũng sẽ không từ chối đâu cho nên tất cả đều có cái sự quan hệ hết và gần đây các bạn thì được là Scc đó đang bị đẩy lùi từ từ đương nhiên SCC vẫn còn rất là hung hăng các bạn nhưng mà cũng không có giống như trước đây nữa hầu như là những cái dự án những cái công ty mà họ có thể dễ dàng lớn sân dễ dàng hiếp được đó thì cũng đã bị rồi bây giờ đó họ đã đến tới những công ty lớn hơn giống như là các bạn thấy là ripple coinbase binance và thậm chí gần đây các bạn thấy được là đó chính là cái công ty Bifinex thì những công ty này họ hoàn toàn không có ý định chung bước các bạn và không có ý định thỏa thuận với lại SEC cho nên bây giờ SEC đã đang phải đối đầu với lại rất là nhiều những công ty mà họ không có chịu im lặng đóng phạt mà họ đòi ra tòa các bạn và các bạn đã thấy là trong cái vụ kiện giữa SEC và Ripple đó thì kết quả XRP được xử là không phải là chứng khoán thì đây là một trong những cái cú sốc lớn thường nghĩ đối với đại kêu và đối với SEC bây giờ đó họ đang đối đầu với những công ty đồ sổ hơn và hoàn toàn có tài chính để có thể kiện tụng lâu dài các bạn thấy được là công ty Ripple đó có thể kiện tụng hơn 2 năm với SEC tốn gần 200 triệu cũng được miễn là họ có thể đẩy lùi được SEC và bây giờ Coinbase cũng vậy, Binance cũng vậy các bạn cho nên SEC đó đang gặp rất nhiều rắc rối và chúng ta cũng thấy là trong thượng viện cũng có rất là nhiều người ủng hộ crypto hiện tại và chỉ trích SEC và chúng ta cũng thấy là công ty Coinbase thì họ cũng đã đưa ra cái thông tin ngày hôm nay là ngày mai họ sẽ đệ đơn chính thức để kêu tòa án bãi bỏ cái đơn kiện đến từ SEC lý do tại sao đó thì họ nói là đầu tiên hết là Coinbase không có bất cứ một cái giao dịch chứng khoán nào trên sàn Coinbase thứ nhì là SEC không có thẩm quyền đối với lại thị trường crypto này tại vì quốc hội chưa bao giờ giao quyền lực đó cho SEC và SEC thì cứ nói là tất cả luật đều rõ ràng và luật chứng khoán có thể áp dụng được với lại crypto nhưng mà luật chứng khoán đã có uh, cách đây tới mấy chục năm rồi các bạn và luật chứng khoán đã có trước khi mà có internet nữa và làm sao mà có thể nói là luật đã rõ ràng trong khi mà chủ tịch của CFTC như là ban quản lý hàng hóa của Hoa Kỳ đó đã chính thức nói với quốc hội là Ethereum là một hàng hóa không phải là một chứng khoán Trong khi mà Chủ tịch Giao Giang nói là ngoại trừ BTC tất cả đều là chứng khoán hết Thì ngay cả những đơn vị hành pháp ở Hoa Kỳ còn không có sự đồng lòng Thì làm sao mà những công ty như là Coinbase biết được cái gì là chứng khoán, cái gì là không phải Vì lý do đó, đó thì ngày mai Coinbase sẽ đệ đơn để xin hủy cái Vụ kiện này đương nhiên ngày mai đây chỉ là ngày mà họ nạp đơn thôi các bạn Còn khi nào biết thông tin thì có thể là vài tháng sau đó Nhưng mà nếu như mà tòa án nghiêng về Coinbase là kêu SEC đã nên hủy bỏ vụ kiện này đó sẽ là một cái chiến thắng lớn Và ngay cả Coinbase cũng nói là khi mà SEC đã xem xét công ty của họ để cho họ lên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ để bán chứng khoán đó Thì ngay cả lúc đó SEC đã cũng chưa bao giờ nói là hoạt động của Coinbase giờ bất hợp pháp Đây là một sàn mà chứng khoán không đăng ký cho nên vì lý do đó đó họ nói là SEC đã hành động một cách không có rõ ràng và tùy tiện thì chúng ta sẽ biết kết quả trong vòng vài tháng nữa xem coi là thẩm phán trong vụ kiện này sẽ như thế nào và chúng ta có thể thấy được là Gary Gansler thì cũng không có trùng bước các bạn nhưng mà bây giờ đó thì lại có một cái sự kiện cũng khá là bất ngờ Gary Gansler đã nói là bây giờ thì SEC sẽ chú tâm để mà kiểm tra những công ty liên quan đến AI cái này trí tuệ nhân tạo rồi sau đó nó mới quay trở lại crypto cái này cũng khá là bất ngờ các bạn tại vì các bạn thấy là SEC đã hầu như là cả năm qua chỉ chú tâm vào crypto mà thôi đột ngột đó thì Gary lại chuyển hướng sang AI tại vì nói là những công ty mà tạo ra AI đó thì có thể là dẫn đến nhiều rủi ro trong thị trường tài chính họ có thể là đưa ra những cái trí tuệ nhân tạo để mà làm giá thị trường cho nên bây giờ SEC sẽ chú tâm về AI các bạn đây cũng là một điều mà thường cảm thấy là rất là khó hiểu Và chúng ta có thể nhìn thấy được là có tổng cộng 4 ứng cử viên tổng thống hiện bây giờ đang ủng hộ BTC à, Chúng ta thấy được là ngay cả cựu tổng thống Donald Trump cũng đã bán NFT rồi Trong khi mà lúc còn là tổng thống đó thì uh, cựu tổng thống nào đó, Trump chưa bao giờ nói là thích BTC thậm chí nói BTC là cái gì đó không tốt cạnh tranh với đồng đô la bây giờ đó cũng đã bán NFT và chúng ta thấy là những người đứng ra ủng hộ BTC giống như là Ron DeSantis giống như là Robert Kennedy Jr Francis Wallace vân vân các bạn thấy được là tất cả những người đó đều ủng hộ BTC một cách rất là công khai luôn thì tại sao vậy các bạn tại vì các bạn đã thấy là rất là nhiều người ở cái độ tuổi khoảng chừng là 20 cho đến 40 tuổi đó rất là thích crypto và rất là có thiện cảm với thị trường này và thêm vào đó nữa các bạn thấy là những công ty phố war là những công ty mà thường nguyên góp rất nhiều cho những cái à, chiến dịch liên quan đến chính trị nhất là bầu cử thì à, đương nhiên thường nghĩ là tất cả nó đều có quan hệ lẫn nhau và các bạn thấy được là nhiều tiểu bang bây giờ đó cũng như thường chia sẻ là rất ủng hộ ngành đào BTC Chúng ta cũng có nhiều dân biểu và nghị sĩ của mô hộ crypto một cách công khai và ưu tiên luật crypto Các bạn thấy được là trong vòng mấy tháng qua chúng ta nghe nói rất nhiều về luật crypto, luật crypto Ở Thượng viện, ở Hạ viện, vô đường này, vô luật kia Hầu như crypto trở thành một cái đề tài liên quan đến chính trị và rất là quan trọng đối với nhiều nghị sĩ Thì tôi nghĩ là một phần cũng là vì phiếu bầu một phần khác đó, cũng là có thể là sự quyên góp đến từ những công ty crypto và những công ty phố các bạn và các đài tài chính lớn đó thì đều ủng hộ các bạn thấy được là bây giờ nếu nói là một đài tài chính lớn công khai chống đối crypto đó thì thường không có nghĩ đến bất cứ một đài nào hết các bạn hầu như là CNBC, Fox Business đều chuyển qua và thường xuyên có những người ủng hộ crypto lên trên đài à, truyền hình của họ và đài truyền hình của họ đó cũng có một cái phần riêng liên quan đến crypto và một điều khác thì muốn nhắc nhở các bạn là chúng ta vừa trải qua một năm rất là tệ chính là năm 2022 Không phải là lúc mà các bạn thấy là thị trường đang sôi động, giá cả đang có mức cao mới mà chúng ta nghe những thông tin này Những thông tin này là đến sau một năm mà cực kỳ tệ đối với crypto Một năm mà có những công ty lớn như là FTX, chúng ta nói Voyager, Celsius uh, đều bị sụp đổ năm ngoái và rất nhiều người đã rời thị trường này đây là lúc mà chúng ta nghe những cái thông tin như thế này các bạn thì có thể là tất cả là một sự ngẫu nhiên nhưng mà thuận thì không nghĩ như vậy tôi thấy là câu chuyện crypto đó đang được thay đổi Bao nhiêu năm qua đó, câu chuyện crypto trong đài truyền hình, trên những báo chí lớn đó, thì đều là đây là một công cụ rửa tiền, đây là một cái uh, tiền ảo, không có giá trị nội tại. Bây giờ các bạn thấy là CEO của BlackRock lên đài truyền hình nói là Bitcoin là tài sản quốc tế, là một vàng điện tử các bạn, một sự thay đổi cực kỳ lớn. Và tất cả những thông tin này đến từ KPMG, đến từ những công ty phố Wall, đến từ uh, những đài truyền hình lớn, đó là những cái thông tin mà người bình thường họ thường sẽ tiếp thu các bạn những người bình thường đó họ sẽ không có xem YouTube liên quan đến crypto họ sẽ không đọc báo liên quan đến crypto đâu họ chỉ nghe những cái thông tin liên quan đến tài chính nói chung mà thôi và họ rất lắng nghe những người như là CEO của BlackRock và khi mà họ thấy những người này những bài báo những đài truyền hình đó, bắt đầu nói tốt gì BTC thì cái suy nghĩ của họ theo thời gian sẽ thay đổi các bạn và thường cảm thấy được là những gì đang xảy ra đã hầu như đang cố gắng thay đổi cái suy nghĩ của người dân bình thường liên quan đến BTC thì tại sao vậy các bạn? Thôi chưa hay nghĩ là tại vì họ đã có một cái sự chuẩn bị rồi và chúng ta thấy được là cho dù có bao nhiêu thông tin như vậy giá của BTC gần đây ra thì vẫn là 29.000, 30, 30.000, 29.000, 30, 30.000 30. thì đây là một điều mà chúng ta cảm thấy là có cái gì đó nó cũng khó hiểu các bạn giá nó không có xuống 29.000 quá lâu và giá nó cũng không có tăng mạnh như là nhiều người mong muốn thì thuận chỉ có thể nghĩ là đây là cái thời điểm mà nếu như mà giá đột ngột đâm mạnh giống như là 50% đó thì sẽ khiến cho những cái người đầu tư bình thường họ sẽ càng xa lánh thị trường này hơn và ngược lại đó nếu như mà giá tăng trưởng mạnh thì bây giờ vẫn chưa có Bitcoin Spot ETF có thể các bạn thấy đây là một thứ âm mưu gì đó nhưng mà thuận chỉ có thể chia sẻ cảm nghĩ cá nhân của mình mà thôi các bạn nghĩ sao các bạn hãy comment bên dưới thì tất cả nhiều này đó có ý nghĩa như thế nào thì tất cả như này đó thường chỉ cảm thấy nó có cái ý nghĩa là thị trường crypto này ngày càng lớn mạnh, đó đã là sự thật rồi các bạn. Crypto đã chính thức đi vào thị trường tài chính nói chung và đây là cái chu kỳ đầu tiên mà thường thấy là nhiều người đó không còn đặt câu hỏi là lỡ như mà thị trường crypto bị mất thì sao lỡ như btc về không đô la thì sao không có ai hỏi câu hỏi đó các bạn vấn đề là thị trường này sẽ lớn mạnh tới mức nào mà thôi và kế đó nữa đó thì các bạn cũng phải nghĩ đến là những người này tham gia vào thị trường thì họ đều biết chu kỳ một bốn năm À, có thể là các bạn nói là chu kỳ một bốn năm nó cứ lập lập lại gì hoài à, thì có thật sự là lần này lại sẽ lập lại một lần nữa hay là không một mặt đó thì các bạn hãy nhìn xung quanh đi các bạn nhìn thấy được là bây giờ còn bao nhiêu người ở trong thị trường này các bạn thấy là nhìn xung quanh đó, những người ở lại thị trường này là những người đã ở lại một thời gian rồi chúng ta không có nhiều người mới trong thị trường này nói chung nên thì những người chán nạn họ đã bỏ đi năm ngoái rồi các bạn họ không có ở lại tới bây giờ đâu bây giờ phần lớn là những người đã ở lại tại vì có lòng tin vào chu kỳ một bốn năm cho nên khi các bạn xem những thông tin trên Twitter các bạn nghĩ là ai cũng biết chu kỳ 4 năm và ai cũng tin Không phải đâu các bạn, phần lớn mọi người vẫn không có tin tại vì họ đã rời khỏi thị trường này rồi Các bạn chỉ nghĩ như vậy tại vì các bạn tiếp xúc với những người mà đã trong thị trường này một thời gian rồi nhưng mà mặt khác đó thì các bạn thấy được là BTC luôn làm cho chúng ta bất ngờ các bạn thấy là trong năm nay thôi đó thì BTC làm cho chúng ta bất ngờ biết bao nhiêu lần rồi mọi người nghĩ là giá BTC sẽ xuống không có dòng tiền vào thị trường này thì làm sao tăng được rồi BTC các bạn thấy đã tăng từ 15 000 đi thẳng tới bây giờ và ngược là năm ngoái đó biết bao nhiêu là thông tin thì nhiều người nghĩ là thị trường này sẽ hồi phục và sẽ có cái sự tăng trưởng nhưng mà giá lại đâm sâu các bạn đâu ai biết được có những thông tin như là FTX bị sụp đổ đâu cho nên BTC và crypto nói chung đó thì thì luôn chúng ta một cái sự bất ngờ về phương diện giá cả thì một mặt khác nếu như các bạn nghĩ là lần này sẽ khác đó thường thì tin vào chu kỳ cho đến khi chúng ta có một lịch sử mới nhưng mà nếu như mà các bạn hỏi thuận là điều gì sẽ khiến cho chúng ta không có chu kỳ mà bốn năm như trước đây nữa thì Thuần sẽ chỉ những cái mà thường dư chia sẻ với các bạn nếu như mà chúng ta nghĩ một cách khác những công ty phố war họ vào thị trường này thì họ đều biết chu kỳ một bốn năm và họ biết là nhiều người trong thị trường này đang chờ đợi cái sự tăng trưởng năm sau Khi mà sau khi có Bitcoin halving rồi Thì một là năm sau sẽ không có bất cứ sự tăng trưởng nào hết Còn hai là sự tăng trưởng sẽ trước khi mà có halving luôn các bạn Và điều này là hai điều mà chưa bao giờ xảy ra hết Thì có khả năng là những con thủ sẽ pump và pump và pump thị trường này Trước khi mà có halving khiến cho mọi người trở tay không kịp rồi mọi người là phố mô vào và đó là lúc mà họ sẽ xả hàng sẽ đâm hàng hay không và chúng ta sẽ không có một cái sự tăng trưởng nào sau khi hai bên hết không giống như chu kỳ trước thì điều này là hoàn toàn có thể các bạn thuận thì đương nhiên nhiều chia sẻ thuận tin vào lịch sử cho nên khi chúng ta có lịch sử mới nhưng mà những công ty phố như là blackrock thì có thể thay đổi lịch sử các bạn và cho chúng ta một lịch sử mới đối với lại btc nói riêng thì các bạn nghĩ sao các bạn comment ở bên dưới nói chung đó thì à, thường thấy là có tốt có xấu nhưng mà đến cuối cùng đó thì cũng là một câu đó các bạn thị trường này luôn liên tục tiến triển và tới phút cuối đó khi mà nhìn lại thì ngay cái những thông tin này, ngay thời điểm này là những thông tin lớn và có sự ảnh hưởng lớn đối với lại cái sự tiến triển của BTC. Nhưng mà tới cuối cùng là thường thấy là BTC vẫn sẽ đi theo cái xu hướng của BTC mà thôi. Những điều này đây chỉ có thể làm tăng tốc độ hay là giảm tốc độ hay là thay đổi tiến đường trong một khoảng thời gian nhỏ mà thôi. Nhưng mà đến cuối cùng thì BTC thường vẫn tin là tài sản điện tử là vàng điện tử là điều mà nhiều người muốn lưu trữ sau này không những là thuần không những là bạn không những là những công ty forward mà ngay cả những ngân hàng trung ương cũng muốn lưu trữ các bạn và đây là điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video này còn một số những thông tin khác nữa cũng rất là thú vị luôn các bạn ngày hôm nay đó thì chúng ta có một cái video clip rất là ngắn các bạn khoảng chừng 9 giây mà thôi à, để thường chia sẻ rồi các bạn hãy cho các bạn cảm nghĩ của mình ở bên dưới đây đương nhiên là twitter của tổng thống joe biden à, và hãy xem coi là ông đang uống cái ly như thế nào các bạn Like Các bạn đã thấy là cái ly mà Tổng thống Joe Biden cầm đó thì đương nhiên có chữ 2024. À, nhưng mà chúng ta thấy được là có cái hình của ông và hai cái đôi mắt đó là có tia laser các bạn thì những bạn nào mà đã tham gia vào crypto ba năm qua cũng đã biết là chúng ta đã từng có một cái phong trào gọi là laser ray chưa 100k có nghĩa là những người nào mà ủng hộ bitcoin đó thì sẽ thay đổi cái hình nền của họ ở trên những mạng xã hội đã có tia laser các bạn ngay cả các bạn thấy là tom brady đây là một những người mà chơi football nổi tiếng cũng đã từng là điều đó đương nhiên michael saylor các bạn thấy là bên dưới này chúng ta có những người như là tổng thống của el salvador nhì berkeley những cái hình này đó nhiều hình là người ta tự ghép vào để làm meme các bạn nhưng mà sự thật đó là có nhiều những người nổi tiếng đã từng thay đổi cái con mắt của họ thành tư laser như thế này à, để đăng trên những mạng xã hội các bạn như đây là cái hình mà chính tổng thống này Joe Biden đã đăng chứ không phải là người ta ghép vào thì khi mà mọi người nhìn vào cái video à, của tổng thống Joe Biden có có mắt như vậy đây thì mọi người xôn xao vào có phải là tổng thống Joe Biden đang à, ra cái ẩn ý là sao ủng hộ BTC hay không thì cũng không ai biết hết các bạn nhưng mà không có giải thích nào khác ngoài chỉ điều đó. Khi mà các bạn lên trên cái Twitter chính thức của Tổng thống Joe Biden hay là X chính thức của Tổng thống Joe Biden thì bên dưới comment các bạn thấy là phần lớn đều liên quan tới BTC. Tại vì ngoài điều đó ra thì cũng không có lý do gì tại sao lại có cái cô mắt có ly màu đỏ như vậy. Nhưng mà bây giờ thì vẫn chưa rõ ràng. Tại vì Tổng thống Joe Biden chỉ nói rất ngắn gọn trong cái clip này là ông ta thích cà phê đen thôi các bạn. Các bạn nghĩ sao? các bạn hãy comment ở bên dưới. Rồi chúng ta cũng có một số những cái uh, thông tin nổi bật khác tôi muốn chia sẻ với các bạn. Uh, công ty Ripple đó thì các bạn đã biết là trước đây đó họ nói là họ sẽ rời khỏi Hoa Kỳ. Uh, bây giờ đó thì uh, họ đã uh, coi như thắng kiện cái phần là XRP không phải là chứng khoán rồi. Thì bây giờ công Ripple nói là họ sẽ tiếp tục phát triển ở Hoa Kỳ các bạn. Tuy nhiên uh, họ vẫn sẽ tiếp tục phát triển ở những cái nơi khác giống như là ở châu Âu. Ở Singapore, ở Dubai, ở Sao Paulo các bạn Nhưng mà ở Hoa Kỳ đó Thì đương nhiên tôi không nghĩ là họ sẽ rời khỏi đâu Tại vì cái bước kế tiếp của công ty Ripple đó chính là được list trên sàn chứng khoán các bạn và đó là một trong những điều mà sẽ mang lại rất nhiều lợi nhuận cho công ty Ripple tại vì khi mà list sàn chứng khoán rồi đó thì những cái giám đốc cấp cao họ có thể là bán chứng khoán của mình các bạn đây là lúc mà những người mà đã theo công ty nhiều năm đó có thể làm giàu được thì đương nhiên thì không nghĩ là họ sẽ rời khỏi đâu và chúng ta cũng có một cái thông tin cũng khá là nổi bật các bạn nhưng mà cái thông tin này nên thường không biết là độ tin cậy là bao nhiêu tại vì nó đến từ Semaphore và Semaphore đó là cái công ty cung cấp thông tin mà thường là tin đồn thôi các bạn. Thì Semaphore nói là công ty Twitter nói là sẽ tạo ra một cái sàn giao dịch trực tiếp ở trên uh, Twitter ở trên X.com nhưng mà không có nhiều cái thông tin chi tiết hơn là những gì được chia sẻ bởi Semaphore cho nên không biết độ chính xác là bao nhiêu. Nhưng mà giả sử như là công ty x.com thực sự sẽ có một cái sàn giao dịch crypto đi tại vì tôi không nghĩ là họ sẽ có sàn giao dịch chứng khoán đâu các bạn tại vì khi sự cạnh tranh rất là lớn tôi không nghĩ là Elon Musk muốn giao dịch chứng khoán trực tiếp trên Twitter trong khi là có nhiều ứng dụng khác nó đã cạnh tranh mạnh hơn rồi nhưng mà đối với crypto đó thì nếu như mà có thể giao dịch trực tiếp ở trên x.com thì đó là một chuyện khác các bạn thì có khả năng đây sẽ là một sàn giao dịch crypto nhưng mà bây giờ vẫn chỉ là một cái thông tin đến từ công ty Semaphore mà thôi đây là cũng là cái thông tin mà chia sẻ cái uh, tin tức là bộ tư pháp đang cân nhắc để mà khởi kiện sàn binance À, nhưng mà lo lắng về việc là những cái người đầu tư sẽ bị mất tiền nếu như mà sàn Binance xảy uh, ra hiện tượng bank run các bạn, đó là từ semaphore cho nên thường không có đặc nặng lòng tin vào cái thông tin này. Chúng ta bây giờ hãy nói tới Hồng Kông đi các bạn thì sau khi Hồng Kông đã bắt đầu chính thức mở cửa cho giao dịch crypto đó chính là ngày 1 tháng 6 thì giờ tới bây giờ đó chúng ta thấy là những cái giao dịch vẫn còn rất là hạn chế thì bây giờ ta thuận thấy được là có thông tin ngoài sàn Husky thì chúng ta có một sàn nữa đó chính là sàn đây là hai sàn duy nhất vừa được cấp phép giao dịch nhưng mà cái số lượng đồng crypto Để giao dịch vẫn rất là hạn chế. Hiện tại đã chỉ chấp nhận các đồng coin lớn và phổ biến như là BTC, Ethereum, USDC, đồng Tether và chỉ cho giao dịch spot mà thôi. Và ngân hàng Standard Charter là đối tác để cung cấp dịch vụ gửi và rút fiat cho sàn Husky. Và tới bây giờ các bạn thấy là những cái sàn khác giống như là sàn OKX vân vân thì họ vẫn đang chờ đợi Đi được duyên để có thể hoạt động ở Hồng Kông thì dựa theo lịch trình á thì những cái sàn đó phải đợi tới khoảng chừng cuối năm có nghĩa là năm sau mới bắt đầu là năm mà có sự sôi động đến từ Hồng Kông thật sự Bây giờ là chỉ mới là sự khởi đầu mà thôi các bạn Nhiều sàn vẫn đang chờ đợi để được duyệt Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn Trước khi mà các bạn bước vào cuối tuần Tại vì ngày mai tôi sẽ không có chia sẻ video Cho nên tôi cũng hy vọng các bạn có một cuối tuần vui vẻ Thì chúng ta đã có cái thông tin là hai nhân vật mà bị bắt cách đây khoảng chừng 2 năm đó Nhân vật đầu tiên đó các bạn thấy được trên màn hình Đó chính là nhân vật có tên là Ilya Lichtenstein và người bên tay trái đó là Heather Morgan thì hai người này đã bị chính thức bắt cái tay khoảng chừng 2 năm vì cái tội là đã hát sàn bị Phoenix năm 2016 và lúc đó đó đã lấy đi một số tiền rất là lớn các bạn à, để thường xem coi là lúc đó cái số tiền mà họ lấy là bao nhiêu à, cái số tiền mà họ lấy năm 2016 là khoảng 4 tỷ rưỡi thì có rất nhiều cái nghi vấn, câu hỏi say one hai người này, tại vì hai người này đó là hai người mà bị điều tra một thời gian nhưng mà họ cũng không phải là ẩn thân gì hết, các bạn. Họ sống ở New York và thậm chí đó, Heather Morgan, có nghĩa là vợ của Ilya Lichtenstein đó, thì Heather Morgan cũng là một cái người rapper nhưng mà rap giống như cái kiểu tấu hài thôi, các bạn. Nhưng mà hai người này đó không có ẩn thân gì hết, tiêu xài rất là phung phí nhưng mà cuối cùng đó thì lại bị bắt cái đây hai năm và dựa theo những gì mà mọi người biết đó, thì có khả năng hai người này không phải là hai người đứng sau lưng cái vụ hát của năm 2016 của sản bịch phoenix nhưng mà Hôm nay thì thông tin là cả hai người đã nhận tội rồi các bạn Và hai người này đã nhận tội đã hát sang bị Phoenix Và Ilya đó thì à, bây giờ vẫn chưa biết đã phán quyết ra sao Nhưng mà nếu như mà phán quyết tối đa đó thì sẽ bị đi tù tới 20 năm Và Heather Morgan thì sẽ bị đi tù lên tới 5 năm Chúng ta vẫn chưa biết phán quyết cuối cùng là bao nhiêu Và cũng vì lý do là hai người này à, bị bắt cách đây hai năm đó Thì chính phủ Hoa Kỳ thông báo là họ đã tịch thu được À, một số lượng crypto không hề nhỏ, họ đã tịch thu được là 94.000 BTC và đó cũng lý do tại sao mà các bạn thấy là chính phủ Hoa Kỳ bây giờ vẫn còn lưu trữ như BTC. thì bây giờ đó chính phủ Hoa Kỳ đang lưu trữ là 210.429 BTC, con số không hề nhỏ đâu và cái số lượng BTC này đó thì chính phủ Hoa Kỳ sẽ là đơn vị lớn thứ sáu trên thế giới lưu trữ BTC hiện tại. Tôi hay nhắc lại, tại vì có rất nhiều người nói là ngoại chiều Salvador đó thì không còn quốc gia nào lưu trữ crypto nữa, thì không phải đâu các bạn. Chúng ta đã biết là Bhutan lưu trữ crypto, chúng ta biết là Hoa Kỳ cũng đang lưu trữ rất nhiều BTC, à, còn bao nhiêu quốc gia khác mà không lên tiếng, chúng ta không biết được. Các bạn đã nhớ là ở Bhutan đó, chúng ta chỉ biết tại vì họ quên là đầu tư vào cái công ty gì đó, sau khi mà công ty đã phá sản thì dựa theo tài liệu phá sản mới biết là có chính phủ đang lưu trữ crypto. Chứ nếu không họ họ cũng im lặng luôn Thì Thuận tin là bây giờ có nhiều quốc gia đang lưu trữ crypto Họ chỉ không thông báo chính thức mà thôi Hoa Kỳ thì chúng ta đã biết là lưu trữ bao nhiêu đây mà tôi nghĩ là ít nhất là bao nhiêu đây còn bao nhiêu crypto mà người ta không biết địa chỉ ví nữa mà thuộc về chính phủ Hoa Kỳ chúng ta cũng không biết hiện tại và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay tôi hy vọng là các bạn nhận nhiều giá trị trong video này nhưng mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm thấy những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số nhiều chiều khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch đó, thì nên dùng để mà giao dịch mà thôi không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp tạm biệt các bạn